một lần nữa thì dương cảm ơn quý vị đã trở về lại với chương trình live cùng với thùy dương tuần này trong những ngày đầu năm thưa quý vị chúng ta đang ngồi ở bay bakery ở quận cam của chúng ta đây là một quán cà phê mà thùy dương biết là rất là nhiều ca sĩ hay đến đây để mà à, mua cà phê cũng như là ăn những cái bánh ở đây thật là ngon lúc nãy từ nãy đến giờ hai anh em mình ngồi đây thì từng khuê cũng đã đi vô để mà mua bánh <laughs> à, vâng thưa quý vị là ngày hôm nay thì dương đang nói chuyện với tuấn tú anh là một người make -up artist của trung tâm asia mà cũng đã làm việc cho trung tâm một thời gian khá lâu. thì ngày hôm nay chúng ta nói về những bí quyết của sắc đẹp và quan trọng nhất là cái cách nào mà chúng ta có thể dùng uh, make up để mà thay đổi một khuôn mặt. thì bây giờ một trong những cái điều thắc mắc đầu tiên mà thùy dương muốn hỏi tuấn tú mà tuấn tú có thể chia sẻ với quý khán giả đang theo dõi chương trình là đối với người á châu của mình ấy, thì một trong những cái điều mà mình hay than phàn là làm cách nào cho cái mặt của tôi trông nó gọn đi nhỏ đi phải không? tuấn tú nhiều người hay hỏi cái câu hỏi này thì tú có thể chia sẻ Uh, thì cái uh, tôi uh, xin uh, trả lời Thùy dương giống vậy nè giống như mặt của thị dương vậy đó thị dương uh, cứ uh, khi mà làm cái cắt thị dương đó anh Tú tôi nhớ làm cái khăn tôi này cho thị dương nhưng mà uh, cái góc ngạnh này uh, khi mà lên hình á thì uh, tùy vào cái góc máy khi mà ví dụ như Thùy dương ngồi thẳng góc máy vậy đi thì cái mặt không có bị bự nhưng mà ví dụ nghiêng quanh vậy thì nó sẽ bự thì có nhiều người sẽ nói là cân thua ngay đây thì khi mà mình đánh nhẹ một cái lớp phấn cân thua màu nâu á, hơi đậm đậm xuống hơn so với màu da thì cái mặt đây thì người ta cứ cảm giác đây là cái góc tối cái bóng cái sa đồ của cái góc mặt của mình thì nhìn nó sẽ thon rồi nó nhỏ lại nhưng các bạn nhớ là sử dụng hợp ít và vừa phải thôi tức là nó vừa đủ thành một cái bóng thôi nó là một một cái bóng thôi chứ còn không phải là các bạn uh, Uh, quyết định là các bạn đánh nhiệt tình luôn <laughs> đánh vô xong đát nó tự nhiên mọc thêm cái rau quay nón con gái với cái rau quay nón thì nó đen quá mà đúng không nó đen thì nó thành cái rau quay nón yeah, <laughs> lắm. hậu quả nó dễ sợ luôn em sợ thưa yeah. quý vị nghĩa là như thế này chẳng hạn như đối với một khuôn mặt của một người Á Châu thường thường chúng ta thích là nó nhọn nhọn right. xinh xinh À, thì uh, làm cách nào để chúng ta có thể được cái 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 hình ảnh này thì khi mà chúng tôi nói đến cái chữ contour contour nghĩa là sao nghĩa là chúng ta xài một cái màu phấn mà nó đậm hơn cái màu phấn bình thường của chúng ta để để chúng ta uh, đặt nó lên cái chỗ nào mà chúng ta muốn làm cho nó thon lại đúng rồi đúng rồi đó thì bây giờ đó, đó một trong những cái cách mà chúng ta có thể làm cho cái khuôn mặt mình chẳng hạn như trông thon hơn là quý vị có thể xài một cái màu phấn mà nó đậm hơn một tẹo để chúng để quý vị đánh ở cái chỗ nào mà cần phải cho nó thon xuống. OK vậy thì à, cái câu hỏi thứ hai nữa là đối với một à, đôi mắt đi thì đôi mắt của người Á Châu mình thì lúc nào mình cũng muốn thích nó to như búp bê vậy đó. <laughs> thì Tuấn thì, à, à, Tu có thể chia sẻ là những cái bí quyết nào để cho một con mắt trông thật là to? À, uh, ra thì uh, bí quyết vẽ mắt to hơn thì nó có nhiều bí quyết lắm ví dụ như uh, các bạn sẽ dùng uh, uh, dáng mí nè rồi các bạn có thể uh, vẽ eyeliner cao hơn vẽ ăn gian ra vẽ làm thêm mí giả các bạn có thể vẽ mắt nước to hơn các bạn dùng lông mi giả nó nhiều thứ lắm nhưng mà cái mà đơn giản nhất là các bạn nên uh, chọn ví dụ như mắt to quá các bạn cứ vẽ smoky eye đi rồi các bạn gắn lông mi hai cặp dậy lên xong gắn hơi dài ra cái đuôi một chút xíu thì khi mà mắt nước các bạn vẽ dài ra và cái viền mắt dưới các bạn nên vẽ hai um, 2 phần 3 thôi, đừng có vẽ hết thì con mắt các bạn sẽ trông to ra ít nhất là cũng phải bị lớn như nè <laughs> to lắm đó nhớ là mắt dưới cái cái đường viền mắt dưới các bạn nên vẽ 2 phần 3 thôi nha không vẽ hết mắt vẽ hết mắt thì sẽ mắt nhỏ lắm nghĩa là khi mà chúng ta vẽ hết vô con mắt uh, viền dưới đó là sẽ làm cho mắt trông nhỏ lại nhưng mà nếu mà mình chỉ kẻ 2 phần ba thôi thì nó sẽ làm cho con mắt nó to lên uh, một trong những cái bí quyết mà Thùy Dương học được đó từ khi mà đi làm việc uh, với các anh makeup artist như thế này đó là à, um, lông nheo, lông mi giả đó là một trong những cái bí quyết mà phải nói là không thể nào không thiếu mỗi khi mà chúng ta quay hình thì tôi có thể chia sẻ về cái vấn đề lông mi giả nghĩa là dày như thế nào hay là thưa mà dài hoặc là dày mà nhiều lông mi giả nó là phim dài nhiều tập à, nó có hai ba loại lông rồi quý vị à lông trên và lông dưới <laughs> lông mi giả ở trên á, em nói em nói tắt gì người ta hiểu không ta người ta hiểu lộn không <laughs> lông mi giả ở trên nó thường thường thì à, tùy vào cấp độ và cái mức độ cái kiểu cái style màu mắt và cái style mặt mình make up cho uh, khách hàng của mình ngày hôm đó. Ví dụ như cần uh, dày hơn, to hơn thì mình sẽ chập đôi, hai cái lại rồi mình gắn lên. Rồi có những người ở lông mi dưới không có thì muốn có lông mi dưới nhìn cho nó uh, quyến rũ hơn, đó. nhìn cho nó có một cái sức hút mạnh hơn thì người ta sẽ gắn thêm lông mi dưới vào. Đó, đó là lông mi giả ở trên và lông mi giả ở dưới đều có hết. Quan trọng là các bạn sẽ chọn như thế nào và tùy vào gương mặt ví dụ như có những gương mặt ví dụ như các bạn gắn lông mi giả ở trên rồi mà các bạn gắn thêm lông mi giả ở dưới nữa thì nó dữ lắm có những cái như vậy thì mình sẽ không bao giờ mình mình làm nhưng mà có những người thì không có lông mi giả ở dưới thì mắt sẽ rất dài nên mình phải cặm vào thêm đó là bí quyết để gắn lông mi giả sao cho nó phù hợp nếu vậy thì thường thường đó là người, à, khi mà chọn lông mi đó thì tú có thể chia sẻ là à, dễ hơn là chúng ta chọn những cái lông mi mà dài mà thưa thưa hay là ngắn ngắn mà thật là nhiều À, cái đó là uh, lông mi dài ngắn và thưa mỏng đó là do tùy sở thích của cái người cái người khách hàng của mình và cái mục đích của mình đặt ra ví dụ như mình mục đích mình đặt ra cho khách hàng mình là uh, cái ngày hôm nay trang điểm của mình thật là tự nhiên natural. thì thật kiếm cái lông mi thật là mỏng và nó thật tự nhiên mình gắn lên nhưng mà nếu mà mỏng quá mà lên sân khấu thì nó sẽ mỏng quá nó sẽ không đẹp thì mình phải ít nhất là phải lựa cái loại dày hơn và có thể chập đôi lại thì khi mà mình gắn lên vậy thì lông mi người ta sẽ hấp dẫn quyến rũ hơn và lên sân khấu nó cũng có độ long lanh và để bắt đèn nữa nó mọi thứ nó cộng lại với nhau thì để như vậy để được như vậy thì mình phải đầu tư mình phải suy nghĩ một chút xíu trong cái việc gắn lông mi này chứ nếu mà gắn lông mi sai thì nó cũng ra một cái hậu quả cũng khôn lường lắm <laughs> vậy thì thùy dương xin hỏi là đó, à, khi mà chúng ta nói về chú trọng những cái đôi mắt thật là to đó thì à, một cái bí quyết quyết khác đó mà thùy dương à, biết là cũng có một số ca sĩ không phải là tất cả ca sĩ nhưng mà một số ca sĩ cũng xài là những cái à, những những cái contact lens đó, mà nó làm cho mắt mình to hơn tẹo đó là cái đó người ta kêu là contact lens giãn trồng okay. thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái uh, bí quyết mà mình nên làm hay không uh, contact lens đó nó có lợi và nó có hại cái thứ nhất là ví dụ như người nào mà đã quen giống như ca sĩ thì họ đã quen với cái cái con tắc len này rồi mỗi ngày họ mỗi phải gắn thì họ gắn riết á con mắt họ không có bị dại còn nếu cái người nào lần đầu tiên gắn vô thì nó sẽ bị dại và nó sẽ bị đỏ con mắt cứ sốn lên hình không được hay là đi ra ngoài cũng mắt người ta cứ nhìn mắt mình cứ đỏ đỏ mà nó kỳ lắm giống như bị bệnh vậy đó nên con tắc len đeo thì người nào quen sử dụng quen mà mắt không bị mẫn cảm và không quá nhạy cảm thì có thể gọi là À, sử dụng nó với mục đích là giúp cho mình đẹp hơn thì không thành vấn đề nhưng mà công tắc len nhiều khi các bạn xài sử dụng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nó sẽ dễ bị viêm uh, võng mạc. Wow, à, đối với thủy dương thì à, đầu tiên đó là thủy dương khi xưa đó là không có xài chỉ xài cái loại contact lens để mà đọc xa đó. À, nhưng mà à, tại vì thủy dương hơi bị cận. Nhưng mà sau một thời gian đó thì đeo những cái mà có màu màu một tí thôi màu nâu màu tự nhiên thôi thì tự nhiên lại cảm thấy là nó làm cho cái mắt của mình nó à, long lanh hơn và làm cho nó sâu sắc hơn. À, thì đó là một trong những cái bí quyết mà Thùy Dương đã học Bởi à, các anh chàng make up Cũng như là những ca sĩ à, đi trước Như là Trish chẳng hạn cô Hay xài những cái contact lens mà trông rất là hấp dẫn Ok, vậy thì khi mà chúng ta nói Về à, một câu hỏi cuối cùng Mà Thùy Dương có đó là Đây là một trong những cái câu hỏi Thùy Dương cũng hỏi Tuấn Tú đó là Có nhiều khi mình đánh make up Ở bên ngoài mình trông rất là đẹp Mà tự nhiên sao lên băng á, lên video đó Thì lại nhìn lại cảm thấy già hơn Hay là cảm thấy nặng nề hơn Thì à, Tuấn Tu có thể chia sẻ với quý vị đó là khi mà chúng ta đánh make up để đi một cái dạ tiệc ở bên ngoài hoặc là một cái make up để mà quay hình để mà chụp hình thì có những cái thay đổi gì có những cái khác lạ gì mà chúng ta cần phải làm để cho nó giúp cho hai bên? À, đó là một câu hỏi rất là hay và rất là thông minh à, hiếm có khi nào có người nào hỏi tôi câu hỏi này là tại vì à, ngay cả bây giờ nói xin lỗi chứ, ra ngoài đường ấy, ai cũng nhận mình là chuyên gia trang điểm nhiều lắm đầy nhất là ở Việt Nam đầy luôn á thì nhưng mà được mấy người hiểu được chuyện này và những người mà họ hiểu được chuyện này hay là những người khách hàng họ hiểu được chuyện này thì uh, tú và những cái anh anh chà những cái anh chị mà làm mấy cấp trước mình đó, sẽ cảm ơn cái câu hỏi của Thùy Dương nhiều lắm đó, là tại vì khác nhau ở chỗ là gì nè cái cái mức độ khi mà mình đi học mình phải cảm nhận được cái mấy cấp dưới đất để cho người ta đi tiệc bao nhiêu là đủ và bao nhiêu là đẹp và mấy cấp để cho quay hình nó phải là khác như thế nào, nó phải cần ánh sáng, một cái sân khấu nó sẽ có bao nhiêu cây spotlight, nó sẽ có bao nhiêu cái ánh sáng màu, ánh sáng vàng, ánh sáng đen, ánh sáng xanh, nó rất là nhiều, thì mình làm sao để cho gương mặt nó nổi bật? Đó là cái nhiệm vụ của cái người makeup và người ta nhận cách xê cao và tiền cao để họ làm cái việc này và xin thưa cái mặt đó với cái mặt ở makeup cô dâu nó khác nhau. Giống như có người nói với tú về thị dương đi giống như là thùy dương tại sao dưới make mình rõ ràng rất là đẹp nhưng mà tại sao lên hình có cái đẹp có cái xấu đó là tùy cái ngày cái người make up vô tình họ bỏ đúng cái make up cho thùy dương thì dương sẽ đẹp đúng không nhưng mà có bữa họ sẽ bỏ sai thùy dương sẽ bị xấu à, còn cái cuốn giống như hồi nãy thùy dương đã chào và giới thiệu với lại quý vị khán giả đây là tú lần đầu tiên make up cho thùy dương thì tú cũng hồi hộp và tú chưa có chắc camera ngày hôm đó tú chưa, chưa coi lại camera ngày hôm đó nhưng mà à, hy vọng là Tú sẽ là một người làm cho Thùy Dương lung linh trên camera <laughs> Lung linh, thưa <laughs> vâng à, Phải nói với quý vị là Tại vì tính của Thùy Dương thì bên ngoài rất là tomboy Nghĩa là không có hay điệu không có Cũng không có điệu lắm phải ông Tú làm make up cho Thùy Dương tôi hỏi bây giờ bà muốn gì được Không có, mà bà này bà, bà được cái là Bà tomboy thì nói gì nữa Bà quá đàn ông luôn chứ tomboy cái gì <laughs> chưa có thấy một con nữ ca sĩ hay là mc nào mấy chấp xong rồi trốn mất tiêu không dặm mặt không tích chấp không gì hết ngoại trừ bà chỉ đổi một sao bà tích chấp đúng một lần <laughs> bà thay cáo dài rồi. bà dễ sợ mà bà, 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 bà ngồi xuống nếp mình anh ơi em có hai phút thôi đó nha anh làm gì làm vừa mấy vừa làm tóc vừa thay đồ 2 phút ông nội tôi hả tôi <laughs> là thánh hả cô <laughs> tại vì thật sự ra cái tính của thùy dương là không có hay điệu cho nên là uh, nhiều khi cũng uh, run với cái 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 bài vở của mình phải làm trên sân khấu cho nên là cũng không có để ý nhiều trong cái lĩnh vực uh, mặt mũi mình ra sao nhưng mà hy vọng là trong cái video này thì quý vị sẽ nhìn rồi quý vị sẽ cảm thấy là thùy dương trông trẻ hơn hay là đẹp hơn nếu mà có cái chuyện này nếu mà không thì uh, thôi mình không nói nữa nhưng mà nếu mà có chuyện này là vì tấn tú <laughs> còn nếu mà không là vì mặt của thùy dương <laughs> thưa vâng ngày hôm nay thùy dương rất là cảm ơn tấn tú đã đến với chương trình live sau cùng với thùy dương trong những ngày đầu năm thì xin chúc Tuấn tú à, một năm 2015 thật là thành công à, đối với quý khán giả mà muốn liên lạc với Tuấn tú để biết về những cái dịch vụ đánh makeup thì à, có thể liên lạc như thế nào à, cảm ơn quý vị đã xem và nếu mà quý vị mà có nhu cầu mà tìm Tuấn tú makeup đó, thì quý vị hãy liên lạc với lại à, Bella Cafe à, tại vì ở đây là sẽ là nơi mà à, là giữ mọi thông tin liên lạc của Tuấn Tú tại Mỹ ý. khi mà Tú tới Mỹ, uh, Bella là một cái nơi mà luôn luôn chứa chấp Tuấn Tú ở đây 24 trên 24. Quý vị muốn đến đây thì cứ kiếm tú thì cứ tới đây, sẵn sàng tư vấn free cho mấy quý vị. <laughs> uh, còn quý vị nào mà có muốn bút uh, làm cô dâu thì cứ liên lạc với lại uh, cô chủ xinh đẹp của Bella. Xin cảm ơn. Thì vâng, Thùy Dương xin cảm ơn Tuấn Tú rất là nhiều Và Thùy Dương xin cảm ơn quý vị rất là nhiều Đã đến với chương trình Live sao cùng với Thùy Dương và Tuấn Tú Trong những ngày đầu năm Và tại uh, Blush Gourmet thì Dương xin kính chào tất cả quý vị Bye everyone Chúc quý vị một năm mới vui vẻ